Chào bếp phó. Cô tới đây làm chi vậy? Chuyển lời từ giám đốc nhà hàng là gọi cho cô hoài mà cô không có bắt máy. Nên giám đốc nhờ tôi xuống dưới đây chuyển lời. Thành phố hết dịch rồi, đi làm lại đi. Ủa, tôi đã xin nghỉ rồi mà. Nghỉ là do dịch. Bây giờ hết dịch, nhà hàng hoạt động, đông khách, thiếu bếp. Ngộ à nghe, ở Sài Gòn thiếu gì người. Sao mà phải lặn lội cái thân cao sang xuống dưới đây. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn không có ra cái cô Minh Ngọc tiểu thư Sài Thành chút nào hết trơn á. Tôi có làm gì đâu. Tôi chuyển lời xong rồi, hết nhiệm vụ, cô tranh thủ lên lệ giùm. Vậy thì phiền cô chuyển lời lại với giám đốc giùm tôi. Tôi ở đây á bận dữ lắm. Nói ổng tìm người khác đi. Cô bận cái gì? Bán rau củ ngoài chợ hả? Thấy nhiêu tiền? Được rồi, tôi á sẽ nói với giám đốc tăng lương, tăng chức cho chị. Ủa thiệt vậy hả? Chuyện nhỏ, đơn giản. Trời ơi, tôi cảm ơn cô Ngọc nhiều lắm nha. Cô tưởng tôi cần như vậy thiệt hả? Trời ơi, tôi thấy cô lặn lội xuống đây cũng tội, cho nên tôi giỡn cho cô vui á. Nãy giờ vui rồi phải không? Về đi, cô ở đây lâu, tôi mất vui. Khách không chịu ăn chị ơi, ăn 3 miếng là bỏ đũa rồi. Còn chê một tràng nữa chứ. Món ăn của tôi nấu mà chê hả? Đúng là không biết thưởng thức. Khách nói hả? Món ăn gì mà nhạt nhẽo, không có chút hương vị đặc trưng của món miền Tây gì hết trơn á. Món ăn của tôi nấu không có vấn đề gì hết. Vấn đề ở đây á là ở thái độ của khách. Em nên đi ra nói lại với khách đi. Tập ăn nhạt một cách tinh tế, chuẩn vị châu Âu, vừa tốt cho sức khỏe, vừa có lợi cho vóc dáng, chứ không phải là nhạt nhẽo. Để tôi ra tôi nói. Khoan đã. Cô bớt sĩ diện lại đi. Về Định Yên, mời cô Hương lên đây. Cũng chính cô, chính cô suốt ngày chơi bay đậm họ, cho nên cô ghét cô về luôn rồi đó. Tôi nói cho cô biết, cô mà không mời cô Hương lên lại đi thì cô đừng có về thành phố này nữa. Fighting. Nhìn em giống trợ lý của bếp phó không? Quá giống luôn. Mà con nhỏ này ở đâu ra vậy? Cậu là cấp trên ở nhà hàng của chị Mười á. Hèn gì, sếp nói chuyện với nhân viên không có khác nào hả mẹ chồng nàng dâu. Mà em dắt tôi đây làm chi? Em đâu có biết đâu, tại vì nói tìm chị Mười nè. Nhưng mà ở quê của mình á yên bình quá à. Bây giờ có drama cho nó hấp dẫn. Chuyện tôi với chị không có thích nhau á, cái đó là chuyện cá nhân. Hay là mình đừng có để nó ảnh hưởng công việc ha. À, chị coi nè. Chị vừa mới nghĩ gì một cái á, là chị dọn ra cái nơi này ở. Một cái nhà lá ở cái nơi heo hút như vậy. Chi vậy? Tại vì cái chòi lá này gần nông trại của tôi, cho nên tôi ở đây cho tiện. Chứ cô nhìn đi. Đó, đó, nguyên một cái mảnh đất vùng này là đất của tôi hết. Nổ tâm bằng. Sao còn chưa chịu đi nữa? Hay là tính ở đây làm bạn với tôi luôn hay gì? Chị về đi. Chuyện hồi trước à, tôi xin lỗi chị. Gì? Cô xin lỗi tôi? Xin lỗi vụ gì vậy? Chuyện tôi nói chị nấu ăn dở là lỗi của tôi. Có thể là do cái món ăn đó nó không có hợp khẩu vị của tôi. Nhưng mà khách hỏi chị, giám đốc cần chị ha. Vậy còn cô?
tôi cũng có nấu thử, nhưng mà nó không có ngon bằng chị nấu. Cô học nấu món ăn miền Tây, vậy cô cảm nhận như thế nào? Cô thấy nó đặc biệt ở chỗ nào? Thì cũng bình thường. À không, nhìn đơn giản nhưng mà lại rất là phức tạp và khó nấu. Không phải ai cũng làm được. À nhưng mà mấy cái đó không quan trọng, miễn á là khách hàng thích ha. Tôi nói lại lần cuối, tôi sẽ không về Sài Gòn đâu. Cô nói với giám đốc á, tìm người khác thay tôi đi. Dù sao cũng cảm ơn cô đã lặn lội xuống đây tìm tôi. Cô có sao không? Lâu lâu cô lên tiếng cái cho tôi biết là cô chưa có rớt xuống ruộng nha. Tôi bình thường. Ôi, cái bà này nhìn vậy mà cũng nhỏ nhen ghê á. Còn cười cợt xỏ xiên mình nữa chứ. Cô về á, giám đốc có la cô không? Cô với chị Mười á, không ưa nhau hay sao? Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy chị Mười bình thường, chị vui tính, chị tốt bụng dữ lắm. Chết rồi, sao tự nhiên mình nhức đầu quá vậy nè? Cái xứ gì mà nắng nóng khủng khiếp vậy trời? Chắc là cô đứng nói chuyện với người lớn làm sao chứ cô cứ nhanh nhanh cái mặt rồi cô đứng cô phanh tay này kia mà chắc không phải ha. Chỉ là giờ chị có công chuyện ở dưới quê này rồi, nói chung là ủa không không. Cô giúp việc ráng kiếm. Bây giờ mẹ phải đi công tác vài ngày. Mẹ, đừng mẹ, đi mẹ. À cô dậy rồi, cô Ngọc dậy rồi bà Tám. Chú Nghĩa ơi. Ủa, ở đây là... Ở đây là nhà bà Tám với chú Nghĩa. Tám, chú Nghĩa. Chỉ là giờ chị có công chuyện ở dưới quê này rồi, nói chung là ủa sao vậy Ngọc ơi? Tôi chóng mặt quá, chắc là bị say nắng rồi. Trời đất ơi, tự dưng cái mình lại xỉu vậy, xấu hổ quá. Con nằm đi. Con thấy trong người sao rồi? Để cô kêu bé Ém giặt cái khăn sạch vô la mặt cho con nha. Con dậy ăn chén cháo hộp sen nóng là khỏe người liền hà. Để con đi xả khăn cho cô Ngọc. Ừ, con đi đi. Cô vô múc sẵn chén cháo ra cho nguội nha. Đi sớm mình quên chưa có ăn gì nữa. Hèn chi còn buồn ngủ nữa chứ. Khớp mới có mấy ngày mà đã chịu không nổi rồi. Ôi quá chán bản thân. Cô Ngọc lau mặt đi, khăn sạch đó con vắt khô rồi. Cảm ơn con. Nhưng mà sao con biết tên cô? Hồi nãy cô giới thiệu mà. Tên cô hay ghê, một lần là con nhớ liền. Tóc cô cũng thơm nữa, con thích lắm. Con tên gì? Con là Én, con 8 tuổi. Cô lau mặt không chưa đưa khăn cho con. Cô nghe con nè, cô phải khỏe nha, cô không được bệnh nữa nha cô.
Con hết chén cháo này đi, ăn thêm cô múc nữa cho. Dạ, con cảm ơn cô. Con làm phiền mọi người quá. Không biết là ở gần đây có hàng quán gì không cô hả? Con ăn cháo đi nghe, để con ngồi trong cô á, con nghe cô kêu ột ột luôn đó. Hô! Thì ra hả, cô xỉu là do đói. Trời đất ơi, đói mà sao nặng dữ vậy? Trời ơi, tôi cổng cô mà tôi muốn xỉu luôn cái vai luôn á. Ba Nghĩa ơi, ba cổng con đi bắt cào cào đi. Ủa, cào cào đâu con? Dạ, ở trên cây dừa, ba cổng con đi hái lá dừa làm cào cào đi. Đi. Nè, không đi đâu hết trơn á. Nuôi với con én đi xuống bếp bà múc cháo cho ăn, cũng chiều rồi. Còn thằng Nghĩa, đi ra ngoài phụ chú Tư với anh Năm đi. Má ngó thấy trời sắp mưa rồi kìa. Dạ má. Nè nuôi, bây giờ ba đi công chuyện, con đi ăn cháo đi. Rồi lát nữa ba về á, ba hát cào cào cho he. Dạ. Ngoan nghe. Dạ. Con ngồi ăn cháo đi nghe, cháo bà Tám nấu là ngon số 1 luôn đó. Cảm ơn con. Nè, con ăn đi, đừng có ngại. Ở nhà quê không có hàng quán nào hết trơn á. Ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi nha. Dạ, con cảm ơn ạ. Ừ. Đi hai đứa, đi theo bà. Dạ. Quý cô nghiện công việc làm ơn nghe máy giùm cái đi. Giám đốc ơi, giám đốc. Chuyện gì? Trời ơi, khách hối quá trời luôn á giám đốc. Thiệt tình á, đã thiếu đầu bếp rồi mà còn không có chị Ngọc đây nữa. Bình thường á, chị Ngọc xử lý mấy cái chuyện này là nhanh chóng và gọn gàng lắm luôn á giám đốc. Phải tôi nấu được là tôi nấu rồi. Đi ra lựa lời mà nói chuyện với khách đi. Ở đó mà nói đi. Dạ. Ngọc ơi là Minh Ngọc, làm ơn nghe máy đi. Tìm không gặp chị Thương thì cũng phải về chứ. Nè, đừng có nói là ở dưới học nghề luôn đấy nha. Cô Ngọc, tôi nói cô này nghe. Tôi nghe nói á, là ngày mai cô về Sài Gòn hả? Ừ, đúng rồi. Không, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ ở lại Định Yên một thời gian. À, gì nữa? Tại biết sao không? Ở dưới Định Yên nè, là chỉ có nghề chiếu thôi hả? Chứ không lẽ cô xuống đây cô muốn học chiếu hả? Học nấu ăn. Tôi đã trả lời được câu hỏi khó của chị Mười Thương rồi. Nhưng mà chị Mười Thương là không có thời gian mà dạy cô đâu à nghe.
Ai nói với anh là chị Mười Thương có thể dạy tôi? Người nấu tô cháo hồi nãy chính là một bậc thầy ẩm thực, chúa tể gia vị, thiên tài nêm nếm, người cai trị hương vị. Đang ở đây. Người Sài Gòn nói chuyện gì ngộ ngộ ta? Tôi không hiểu gì trơn luôn á. Cái tô cháo đó đó là của má tôi nấu. Mà má của tôi á chỉ biết nấu mấy cái món dân dã thôi à. Còn cô là người có học đầu bếp bài bản đàng hoàng, bằng cấp quốc tế này nọ. Ngay chị Mười Thương đó lên Sài Gòn rồi 10 năm làm đầu bếp, mà cô còn chê lên chê xuống. Tự nhiên bây giờ cô về một cái làng quê nhỏ bé này nè, có học nấu ăn. Tôi cũng không biết cô nghĩ sao luôn. Nè, cái đó là chuyện riêng của tôi. Anh bao đồng quá à. Bộ lúc nào anh cũng nói nhiều như vậy hết hả? Phiền quá đi. Cô Ngọc, hồi nãy mưa cô ở trong này có ướt không? Là sao? Là nước có thấm vô đây không nè? Ý anh nói là não của tôi bị úng á hả? Vậy là con tỉnh ha. Bây giờ nè, cô cứ ăn no rồi cô nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho đã, tới sáng mai là khỏe hẳn nè. Muốn tính làm cái gì á thì mai tính. Ê mà khoan, quên nữa, ở gần đây á có cái khách sạn nào ok không? Tại vì ở đây bụi với lại mấy cái mùi ẩm mốc á làm tôi hơi khó chịu một tí. Cái bụi ở đây làm sao mà bằng cái bụi mịn ở Sài Gòn được. Trời ơi, ở đây là không khí cực kỳ trong lành luôn á. Tận hưởng thật thụ đi nha. Tôi đi à. À rồi có gì nghỉ ngơi đi, rồi tôi kêu má của tôi là chuẩn bị sắp xếp cho cô ngủ cho đàng hoàng ha. Cái này nó mới được gọi là tận hưởng chứ.